ngay giữa lúc chiến sự đang căng thẳng hơn bao giờ hết, một cuộc đàm phán bí mật giữa NATO và Kiev đã diễn ra. Mỹ ngay sau đó đã lên tiếng cảnh báo với một viễn cảnh tăm tối, sự hủy diệt của toàn châu Âu và thế giới. Ngày càng có những dấu hiệu cho thấy xung đột Nga-Ukraine đang dần đi đến hồi kết. Trong khi đó, nội bộ Kiev lại rơi vào hỗn loạn. Hàng loạt quân nhân Ukraine phẫn nộ cực điểm sau mệnh lệnh bổ nhiệm một tân chỉ huy quân sự USF gửi tối hậu thư sắc lệnh đến chính quyền Kiev. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Ukraine đừng nên mơ tưởng dùng gas để đổi lấy hòa bình. Và sau đó là loạt hành động chứng minh cho tuyên bố trên khiến Ukraine bế tắc trên toàn mặt trận. Song song với chiến sự ở Đông Âu, Trung Đông ồ ạt đón nhận nhiều diễn biến mới. Con tin Mỹ thiệt mạng tại Gaza, ông Biden lập tức gửi tín hiệu cảnh báo cái giá khủng khiếp nào đang chờ đợi Hamas. Cùng lúc đó, quân đội Israel cũng đã liên tục tiến hành các hoạt động tác chiến đa mặt trận. Cuộc chiến cân não ở bờ Tây đã ác liệt hơn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Tờ báo Bưu của Đức cho biết, các chỉ huy lực lượng mặt đất của 35 quốc gia châu Âu đã cùng với Ukraine và Mỹ họp kín tại Dresden. Cuộc họp được cho là kéo dài từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8. Theo tờ báo Đức, sự kiện này được bao phủ trong bí mật với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được áp đặt vì lo ngại về gián điệp. Trong số các chủ đề được thảo luận có các khu vực hoạt động mới của NATO ở Thụy Điển và Phần Lan, hai quốc gia đã gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu trong 18 tháng qua, cũng như phân tích mối đe dọa và bài học rút ra từ xung đột Ukraine. Theo Bill, Cuộc họp còn có sự trình diễn thiết bị quốc phòng mới nhất của Đức, bao gồm hệ thống phòng không Skyranger của tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Đức, Red Metal. Ngoài ra, một loại pháo điều khiển từ xa RCH-155 mới đã được trình bày cho các quan chức quân đội ở Dresden. Theo Bill, 54 đơn vị đầu tiên của loại vũ khí mới này dự kiến sẽ được giao cho Ukraine vào năm tới. Một nhà sản xuất vũ khí của Đức cũng đã mở một trung tâm bảo trì xe tăng ở Tây Ukraine vào tháng 6 và đã công bố kế hoạch thiết lập thêm các nhà máy đạn dược và phòng không trên lãnh thổ Ukraine. Các quan chức cấp cao của Nga đã cảnh báo rằng Moscow sẽ coi những cơ sở này là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công quân sự. Kremlin liên tục lên tiếng rằng viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev chỉ làm kéo dài xung đột chứ không thay đổi kết quả cuối cùng. Trong bối cảnh đó, cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter nói với hãng tin Sputnik rằng việc Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp có thể bị Nga coi là một cuộc tấn công trực tiếp của Mỹ, NATO và lãnh thổ Nga. Ông Ritter giải thích rằng một cuộc tấn công như vậy có thể được coi là một màn dạo đầu trong một cuộc xâm nhập quân sự lớn hơn nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng của Mỹ là gây ra thất bại chiến lược với Nga. Ông nhấn mạnh, Nga đã nói rõ rằng với tư cách là một cường quốc hạt nhân, họ không chỉ sẽ không bị đánh bại về mặt chiến lược mà còn không thể bị đánh bại, bởi trong trường hợp đó, Nga sẽ phải sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình để đảm bảo rằng kịch bản đó sẽ không bao giờ xảy ra. Điều này đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ông Ritter cũng nhắc lại những cảnh báo của ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó, người đã hoài nghi về niềm tin rõ ràng của Mỹ rằng xung đột Nga-NATO sẽ chỉ giới hạn ở châu Âu và tuyên bố một cuộc tấn công trả đũa của Nga vào Mỹ là có thể xảy ra nếu một xung đột bùng phát. Ông cảnh báo đây là một sự gia tăng căng thẳng rất nguy hiểm, có thể nhanh chóng tạo ra các điều kiện thuận lợi cho không chỉ xung đột hạt nhân quy mô hạn chế, mà là một cuộc xung đột hạt nhân tổng lực, một thảm họa toàn cầu kết thúc mọi thứ. Sự hủy diệt của Mỹ, sự hủy diệt của Nga, sự hủy diệt của châu Âu, sự hủy diệt của thế giới. Ông nói thêm rằng Ukraine đã thua cuộc xung đột và bất kỳ hành động nào của Kiev nhằm làm thay đổi cán cân có lợi cho họ cũng không thể thay đổi được điều đó. Đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả những gì họ làm là tác động Nga mở rộng cuộc xung đột này và không chỉ Ukraine mà cả châu Âu, Mỹ và phần còn lại của thế giới phải trả giá. Hy vọng rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sẽ được Mỹ tiếp đón và các đề nghị của họ về việc sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga sẽ bị bác bỏ. Bởi vì chỉ có một kết quả, nếu Mỹ bật đèn xanh cho sự gia tăng căng thẳng này, đó là xung đột hạt nhân toàn diện. Các quan chức Nga cho biết, nhiều UAV đã tấn công thủ đô Moscow và các vùng khác trong đêm, dạng sáng 1 tháng 9. Thị trưởng Moscow, Sergei Sobyanin thông báo, một UAV bị bắn hạ tại thành phố Podolsk ở miền nam Moscow khi đang tiến về thủ đô Nga. Theo thông báo của tỉnh trường Bryansk, Alexander Bogomaz, ít nhất 12 UAV Ukraine bị phá hủy tại tỉnh biên giới này. Quyền tỉnh trường Kursk, Alexey Smirnov nói rằng hai chiếc UAV bị bắn hạ tại tỉnh này. Nhiều UAV bị hệ thống phòng không và phương tiện tác chiến điện tử vô tuyến, vô hiệu hóa tại tỉnh Voronezh. Theo thông tin sơ bộ, các vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại nào. Gần đây, Ukraine liên tục tấn công bằng UAV, gây cháy nhiều kho dầu trong lãnh thổ Nga. Trước đó, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo hai trực thăng K-32 đã được sử dụng để dập tắt một đám cháy tại tòa nhà hành chính Bereskovskaya. Embankment tại Baskova. Tòa nhà cao 3 tầng đã bị cháy trên khu vực rộng 1 000 m vuông. Hãng TASS đưa tin có hơn 130 người và 45 phương tiện được triển khai chữa cháy, nhưng không nói rõ nguyên nhân cháy. Tờ Bill đưa tin các quan chức cấp cao của quân đội Ukraine và các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã họp kín tại thành phố Dresden của Đức. Sự kiện được giữ bí mật trong bối cảnh an ninh được siết chặt do lo ngại về gián điệp. Theo Bill, trong số các chủ đề được thảo luận có các khu vực hoạt động mới của NATO ở Thụy Điển và Phần Lan, hai nước mới gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu trong vòng 18 tháng qua, cũng như kết quả phân tích về mối đe dọa và bài học kinh nghiệm từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngoài ra, sự kiện này trưng bày các mẫu thiết bị quân sự mới nhất của Đức, chẳng hạn hệ thống phòng không Skyranger có bánh xích trị giá 18 triệu euro, có thể bắn hạ thiết bị bay không người lái từ khoảng cách 3 km. Một vũ khí khác được trưng bày tại sự kiện là lựu pháo RCH 155 không người lái có bánh xích, trị giá 10 triệu euro có thể tấn công mục tiêu khi đang di chuyển. Ukraine dự kiến nhận được 54 khẩu lựu pháo này vào năm 2025. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga gia tăng căng thẳng sau khi Kiev bất ngờ tiến hành chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk. Trong khi đó, Moscow đang triển khai quân để đối phó với lực lượng Kiev cả ở mặt trận biên giới Kursk và các khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang hối thúc các đồng minh của nước này dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa mà Kiev muốn sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Thông báo của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU cho biết rằng Đại tá hạng nhất Roman Hlatky đã được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy các lực lượng hệ thống không người lái, USF, đã nhận được phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, mặc dù AFU đã phủ nhận tất cả các cáo buộc liên quan. Đại biểu Quốc hội Ukraine, bà Mariana Bejula, đã tuyên bố rằng ông đã không chỉ không có kinh nghiệm làm việc với UAV mà còn bị nghi ngờ về tội phản quốc, gián điệp và tham nhũng. Hơn nữa, vợ của ông mang quốc tịch Nga và con gái ông đã đại diện cho Nga trong các cuộc thi. Bà cho biết thêm, việc bổ nhiệm cá nhân này làm chỉ huy trưởng dường như là một quyết định có chủ ý của Tổng tư lệnh Oleksandr Sitsky. Ngay sau đó, nhóm phân tích quân sự Deep State cũng phản ứng với việc bổ nhiệm này. Deep State cho biết trong một tuyên bố, liệu toàn bộ quân đội Ukraine không có ai xứng đáng với chức vụ chỉ huy trưởng USF và họ cần một người chưa bao giờ có liên quan gì đến drone. Deep State cũng đăng tải các bức ảnh về huy chương Nga được cho là đã được trao cho con gái Hlatsky vì thành tích thể thao của cô. Các binh sĩ Ukraine bắt đầu gửi thư đến Ukrainskaya Pravda về vấn đề này, bày tỏ sự phẫn nộ đối với việc bổ nhiệm và mô tả đó như là một trường hợp của các ân huệ qua lại. Vào tháng 6, theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tá Vadim Sukharevsky cũng đã được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng thiết bị không người lái drone. Drone là khí tài chủ đạo hiện nay trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đặc biệt là thiết bị bay không người lái. Chúng có thể đảm nhiệm nhiều vai trò như trinh sát, chỉ thị mục tiêu và đặc biệt là tấn công cảm tử. Drone góc nhìn thứ nhất, mang đầu nổ có thể hạ xe tăng, thiết giáp, chỉ bằng một đòn đánh vào vị trí hiểm yếu. Ngoài ra, drone có thể còn làm một số nhiệm vụ đặc biệt như dẫn lối cho binh sĩ đối phương đầu hàng hay hỗ trợ giải cứu đồng đội trên tiền tuyến. Sau làn sóng chỉ trích về việc bổ nhiệm ông Hladky, lực lượng vũ trang Ukraine đã phát hành một tuyên bố trên Facebook tuyên bố mô tả đại tá Roman Hlatky là một sĩ quan với nhiều năm kinh nghiệm trong lực lượng vũ trang Ukraine, có đào tạo quân sự phù hợp và kinh nghiệm đáng kể ở các vị trí cấp cao trong lực lượng vũ trang Ukraine. Tuyên bố cũng cho biết, ông Hlatky đã thực hiện các nhiệm vụ trên nhiều mặt trận, bao gồm việc tổ chức phòng thủ chống đổ bộ dọc theo bờ biển Odessa. Tuyên bố đã thu hút nhiều bình luận phẫn nộ trên mạng xã hội, với người dùng mô tả việc bổ nhiệm và tuyên bố của lực lượng vũ trang Ukraine là phản quốc, nhục nhã và sự thân quen. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải chỉ huy lực lượng không quân của nước này sau khi một máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine nhận được từ các đối tác phương Tây bị rơi, khiến phi công thiệt mạng. Lệnh sa thải Trung tướng Mykola Olechuk đã được công bố trên trang web của Tổng thống Zelensky. Sau đó, Trung tướng Anatoly Krivonosko đã được bổ nhiệm làm quyền chỉ huy không quân. Lệnh sa thải này được đưa ra cùng ngày khi ông Oleschuk chỉ trích gây gắt Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Ukraine vì tuyên bố rằng Máy bay F16 đã bị hệ thống phòng không Patriot bắn hạ. Thành phố Kursk, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền Tây Nga, chỉ cách khu vực lực lượng Ukraine đang tấn công chưa đến 50 km. Chiến dịch của Ukraine bắt đầu từ tháng 8 với tuyên bố buộc người Nga nếm trải những gì dân Ukraine phải chịu trong 2 năm rưỡi qua. Vào ban ngày, nhịp sống của người dân Kursk dường như không bị ảnh hưởng. Các tuyến phố vẫn đông đúc, trẻ em chơi đùa ở đài phun nước, tận hưởng những ngày cuối mùa hè các nhà hàng, quán cà phê đều kín chỗ. Còi báo động vang lên. Dù là nhiều lần trong ngày, cũng không khiến ai phải vội chạy đến những hầm trú bom bằng bê tông mới xây dựng để ẩn náu. Nỗi lo sợ chỉ bao trùm người dân Kursk khi đêm xuống. Họ phải cố chìm vào giấc ngủ giữa những tiếng nổ vang lên mỗi lần hệ thống phòng không đánh chặn mục tiêu. Một người phụ nữ cao tuổi nói, tôi rất lo, tôi thức giấc liên tục và cảm thấy tồi tệ. Giới chức Nga được cho là đang thúc đẩy hình ảnh ban ngày của Kursk một thành phố nhịp sống vẫn bình thường, kiên cường trước mối đe dọa từ Ukraine. Nỗ lực này bao gồm đẩy nhanh cuộc bầu cử địa phương để chọn tân lãnh đạo tỉnh Kursk. Giai đoạn bỏ phiếu sớm nhất bắt đầu ngày 28 tháng 8 và thời gian bầu kéo dài đến ngày 8 tháng 9. Các điểm bỏ phiếu đều có hầm trú bom. Giới chức bầu cử cũng đến từng nhà cử tri để nhận phiếu từ những người không thể hoặc không muốn ra ngoài. Trước đó, cuộc tấn công của Ukraine vào biên giới Nga đã bộc lộ sự quá tự tin của các quan chức Nga ở khu vực biên giới. Nhiều người địa phương tố chính phủ Nga đã đánh giá thấp cuộc tấn công của Ukraine và cung cấp cho họ những thông tin không chính xác về các mối nguy. Trong khi đó, một người làm việc tại Bảo tàng Khảo cổ học Kursk cho biết, ông ban đầu không ngờ đến quy mô chiến dịch tấn công vào biên giới Nga của Ukraine. Ông này đánh giá, tiếng ồn từ máy bay không người lái drone, máy bay phản lực và tiếng pháo là chuyện bình thường, khi khu vực làng Gochevo trong hai mùa hè qua đã chứng kiến nhiều hoạt động tương tự. Ông nói, các báo cáo của các quan chức không cho thấy cuộc tấn công này là một mối đe dọa. Chúng tôi không thể biết được tình hình rõ ràng. Chúng tôi chỉ quyết định rời đi sau khi nhìn thấy người dân địa phương đã được sơ tán khỏi đó và họ bảo chúng tôi đi cùng. Lệnh sơ tán chính thức khỏi khu vực Kursk được ban bố một ngày sau phát động cuộc tấn công. Nhiều người dân ở Kursk đổ lỗi cho chính phủ và truyền thông nhà nước Nga đã không thông báo rõ ràng cho họ về nguy cơ cho các mối nguy hiểm chết người. Người dùng Nelly Tikhonova viết trên trang web v -Contact. Tôi thậm chí không biết bây giờ mình ghét ai hơn. Quân đội Ukraine đã chiếm đất của chúng ta hay chính phủ của chúng ta đã để điều này xảy ra. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích quan điểm của Ủy viên cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, EU, sắp mãn nhiệm. Ông Joseph Borrell về Ukraine gọi ông là kẻ bài Nga. Trong cuộc phỏng vấn liên quan đến bộ phim tài liệu Những cây cầu về phương Đông, khi bình luận về tuyên bố của ông Borrell rằng không có giải pháp đàm phán thay thế nào khác ngoài công thức hòa bình của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Lavrov nhận xét: "Đây là ngõ cụt, rõ ràng ông Borrell đang muốn lưu danh sử sách với tư cách là người bài Nga quan trọng nhất ở châu Âu." Điều đó cho thấy trí thông minh của các nhà ngoại giao và chính trị gia ở phương Tây đã bị thay thế bởi sự nghiệp dư hoặc điên rồ. Trước đó, Ông Borrell đã kêu gọi các nước phương Tây dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các lực lượng vũ trang Ukraine, VSU, khi sử dụng vũ khí để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo ông Borrell, Kiev rất cần các hệ thống phòng không và muốn được phép toàn quyền sử dụng vũ khí của phương Tây. Được biết, ông Borrell không phải là người duy nhất đưa ra chủ ý này. Trước đó vào tháng 5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg cũng đã từng kêu gọi các đồng minh NATO từng cung cấp vũ khí cho Ukraine chấm dứt lệnh cấm Kiev sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Ông Stoltenberg nói, đã đến lúc các đồng minh cân nhắc xem liệu họ có nên dỡ bỏ một số hạn chế mà họ đã đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí mà họ viện trợ cho Ukraine hay không. Việc cấm Ukraine sử dụng những vũ khí này chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga khiến họ rất khó tự vệ. Các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ, từng nhiều lần khẳng định họ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Mục đích của lệnh cấm là nhằm tránh bùng phát xung đột trực tiếp giữa Nga và phương Tây, điều mà Moscow từng nhiều lần cảnh báo. Ông Stoltenberg cũng thừa nhận nguy cơ gia tăng căng thẳng, nói rằng thách thức lớn nhất là ngăn chặn cuộc xung đột này trở thành cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO ở châu Âu. Nhưng ông nhấn mạnh, sự khác biệt giữa việc cung cấp vũ khí, huấn luyện và hoạt động quân sự với việc trực tiếp tham chiến ở Ukraine Chúng tôi huấn luyện, chúng tôi cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine, nhưng chúng tôi sẽ không trực tiếp tham gia từ lãnh thổ NATO và các hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Đó là chuyện hoàn toàn khác. Ông cũng bình luận về đề xuất triển khai lực lượng ở Ukraine nếu chính phủ nước này yêu cầu. Một ý tưởng đã từng được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ủng hộ trước đó. Bình luận về cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kurs của Nga vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trên kênh RT Rất khó để biết mục tiêu và ý định của họ là gì, nhưng các nhà phân tích chính trị đang thảo luận về vấn đề này. Thậm chí Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói rằng họ sẽ cần điều này cho các cuộc trao đổi trong tương lai. Đó là lý do tại sao họ bắt giữ tù nhân và muốn chiếm giữ từng km vuông. Ông Lavrov cho rằng việc Ukraine tấn công vào vùng Kursk để trao đổi thật ngây thơ và đơn giản. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, chúng tôi không thảo luận về lãnh thổ của mình với bất kỳ ai, chúng tôi không đàm phán về lãnh thổ của mình. Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại việc Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 năm 2024 đã nói rằng Moscow sẵn sàng giải quyết tình hình trên cơ sở thực tế. Ông Lavrov cho biết, thực tế trên thực địa, thực tế của Hiến pháp Nga nêu rõ rằng hiện chúng tôi có 4 phần mới của liên bang ngoài Crimea và nhắc đến 4 khu vực ở Ukraine mà Nga đã sáp nhập. Ngoài ra, Ông Lavrov cũng tuyên bố rằng Nga hiện không muốn bất kỳ cuộc đàm phán nào và chỉ trích việc chính ông Zelensky ban hành sắc lệnh cấm đàm phán. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo các cuộc đàm phán sau này sẽ càng khó khăn hơn với Ukraine. Ông nói Tổng thống Nga Putin đã đề cập đến các cuộc đàm phán tiềm năng cách đây một năm rưỡi. Tổng thống nói chúng tôi không từ chối đàm phán. Những người phản đối đàm phán cần hiểu rằng càng trì hoãn, càng khó đồng ý về bất kỳ điều gì. Ông cho biết thêm, hai bên lại ra đã dễ dàng đạt được thỏa thuận ở thổ nhĩ kỳ khi chiến dịch quân sự mới bắt đầu chưa đầy một tháng nhưng ukraine không muốn điều đó ngoại trưởng lavrov cũng nhấn mạnh việc ukraine gia nhập nato là vấn đề không thể đàm phán moscow coi việc ukraine tham gia vào liên minh quân sự do mỹ dẫn dắt là mối đe dọa an ninh đối với nga trong khi đó ở chiều đối diện tổng thống ukraine volodymyr zelensky hiện đang đau đầu với tình trạng hiện tại trên lãnh thổ ukraine ông chia sẻ trên kênh telegram của mình rằng quân đội Ukraine cùng lúc phải đối mặt với các khó khăn trên các hướng mặt trận. Đó là tình trạng diễn ra ở một phần của tỉnh Donetsk cũng như Kharkov. Ông Zelensky viết, tôi đã trao đổi với Tổng tư lệnh Oleksandr Sitsky, hướng Pokrovsk có nhiều cuộc tấn công nhất và các hướng Kramatorsk, Toretsk, Kupiansk cũng không dễ dàng gì. Nhà báo người Đức Christoph Wanner lưu ý rằng quân đội Ukraine đang gặp vấn đề ở Donbas. Theo phóng viên này, tình hình trên chiến trường của Ukraine là rất khó khăn các đơn vị của các lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) buộc phải rút khỏi các vị trí quan trọng trong tuyến phòng thủ của họ do Nga tấn công. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã chính thức kiểm soát làng Kirovo, Ukraine gọi là Pivnichnoye, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Thông báo đã xác nhận thành công của quân nga ở hướng này và củng cố các vị trí của họ trong khu vực. Theo Bộ Quốc phòng liên bang Nga, chiến dịch kiểm soát Kirovo đã được lên kế hoạch và thực hiện cẩn thận trước sự kháng cự quyết liệt của quân đội Ukraine sau một loạt cuộc đụng độ. Quân đội Nga đã có thể thiết lập quyền kiểm soát điểm dân cư có tầm quan trọng chiến lược này. Mới đây, thống đốc vùng Kharkov, ông Oleksiy Hubov đã tố lực lượng Nga đã ném loạt bom FAB-500 gây hư hại hàng loạt công trình. Cũng theo vị quan chức, quả bom FAB-500 được phóng gần nhất đã rơi trúng tòa nhà 12 tầng ở thành phố Kharkov. Trong khi đó, các bức ảnh được đăng bởi Reuters cho thấy một tòa nhà cao tầng bốc cháy xung quanh có nhiều xe phương tiện bị thiêu dụi hoàn toàn trong một tuyên bố liên quan tới sự việc trên tổng thống ukraine volodymyr zelensky một lần nữa kêu gọi các đồng minh dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa do phương tây cung cấp để tập kích mục tiêu trong lãnh thổ nga ông zelensky nói vụ ném bom này lẽ ra sẽ được ngăn chặn nếu quân đội của chúng tôi được phép tấn công các sân bay quân sự nga những nơi máy bay nga cất cánh để không kích mục tiêu ở ukraine chúng tôi cần các đồng minh đưa ra quyết định mạnh mẽ hơn theo nhà chức trách ukraine vụ tấn công gần đây được Nga thực hiện bằng cách huy động chiến đấu cơ cất cánh từ vùng Belgorod với việc ném năm quả bom lượng FAB xuống thành phố. Trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công trả đũa lực lượng Kiev tại Kursk, Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố lực lượng nước này đã phá hủy một cứ điểm chiến lược của Ukraine ở khu vực này. Trích dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đội trinh sát trên không của một trong những đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc ở vùng Kursk đã phát hiện ra một cứ điểm của Ukraine được ngụy trang trong một giải đất rừng. Sau khi xác nhận, mục tiêu đã bị pháo binh của các nhóm tác chiến phía Bắc tấn công. Nguồn tin đồng thời cho biết, một đoạn phim về cuộc tấn công đã được ghi lại làm bằng chứng. Giới quan sát vẫn chưa đưa ra dự đoán thống nhất về kết quả chiến dịch tấn công Kursk của Ukraine hay khả năng Ukraine có thể giữ được quyền kiểm soát lãnh thổ Nga cho đến thời điểm ngồi vào bàn đàm phán hay không. Theo chuyên gia quân sự Mark Temnicki thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, Ukraine có thể có động lực để đạt được nhiều bước tiến hơn nữa trong thời điểm hiện tại, do tình hình chính trị ở phương Tây ngày càng bất ổn và áp lực gia tăng buộc kiev phải hòa đàm với moscow ukraine có thể sẽ tìm cách thiết lập quyền kiểm soát đối với lãnh thổ nga trước khi ngồi vào bàn đàm phán kiev có thể sử dụng các thành tựu quân sự này như một con bài mặc cả để đổi lấy vùng đất hiện do nga chiếm đóng ông temnicki nói ông richard english thành viên cấp cao tại viện quân chủng thống nhất hoàng gia anh lưu ý không chỉ có ukraine đang nỗ lực trên tiền tuyến cả hai bên đều cố gắng giành được ưu thế trên tiền tuyến để đổi lấy ưu thế trên bàn đàm phán trước khi mùa đông đến cơ sở hạ tầng năng lượng đã trở thành mục tiêu chính trong nhiều đợt không kích lẫn nhau của Ukraine và Nga nhằm ngăn cản đối phương tiếp tục tham chiến trên các mặt trận chính. Hồi tháng 6, Ukraine ước tính các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã khiến Kiev mất hơn 50% sản lượng điện. Kiev cũng đáp trả bằng cách tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga trên Biển Đen hồi tháng 7 và nhà máy điện hạt nhân Kursk trong tháng này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Quân đội Nga phóng tên lửa nhằm vào phá phản lực M270 Ukraina tại tỉnh Sumy tuyên bố phá hủy hoàn toàn tổ hợp này sau khi đơn vị trinh sát Nga phát hiện phá phản lực M270 MRLS do Mỹ sản xuất gần khu dân cư Saki. Cơ quan này cho biết quân đội Nga sử dụng tên lửa có độ chính xác cao tấn công vị trí của tổ hợp M270 phá hủy hoàn toàn khẩu phá và hạ các binh sĩ Ukraina vận hành. Video cho thấy tên lửa Nga lao xuống vị trí nghi của khẩu M270 tạo ra một vụ nổ lớn. Theo kênh Telegram Isnanka của Nga, tổ hợp M270 nói trên bị phát hiện ở lối ra khu dân cư Saki khi đang di chuyển chậm đến vị trí triển khai, trên xe không lắp sẵn đạn. Khi bệ phóng M270 tiến vào bìa rừng, tên lửa Iskander Nga lao xuống vị trí này. Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết, các đơn vị thuộc cánh quân Tushen đã kiểm soát hoàn toàn khu dân cư Kirovo, tỉnh Donetsk lực lượng Nga ở khu vực gần đó đẩy lùi 7 cuộc phản công của 4 lực đoàn Ukraine. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên. Trước đó vào tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này tập kích phá phản lực M270 MLRS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine ở khu vực Nikolaev. Vụ tập kích diễn ra ở làng Semchenkovo. Hệ thống tên lửa phóng loạt M270 đã chứng minh được giá trị trên tiền tuyến sau khi phá hủy được nhiều mục tiêu của Nga và chịu ít tổn thất. Hệ thống này được đánh giá cao bởi khả năng cơ động linh hoạt, cho phép kiếp chiến đấu khai hỏa, sau đó nhanh chóng di chuyển tới vị trí an toàn để ẩn náu và bổ sung vũ khí. Hệ thống phóng của M270 được lắp trên khung gầm xe bánh xích có nguồn gốc từ xe chiến đấu Bradley, tương tự như người anh em họ, được đặt trên khung gầm xe bánh lốp HIMARS. Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142, M270 cũng có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau. Ngoài ra, M270 cũng có thể bắn tên lửa không điều khiển tầm ngắn hơn. Mỗi bệ phóng M270 được thiết kế với hai khoang chứa đạn tiêu chuẩn, cho phép bắn được 12 quả rocket hoặc hai tên lửa Atac Cho đến nay, lực lượng Ukraine vẫn rất may mắn khi có được những hệ thống MLRS này bởi chúng hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng, dù là thiết bị quân sự có giá trị cao và tinh vi như M270 thì vẫn phải chịu những tổn thất đặc biệt là trong một cuộc xung đột đối đầu với cường quốc quân sự như Nga. Xe chiến đấu bộ binh IFV Rosomak cùng xe tăng PT-91 do Ba Lan chế tạo đang được lực lượng vũ trang Ukraine dùng rất nhiều trong những đợt tấn công và khi đối đầu vũ khí hiện đại của Nga, chúng đã chịu thiệt hại đáng kể. Báo chí Nga vừa đăng tải hình ảnh một chiếc IFV do Ba Lan chế tạo bị phá hủy trên chiến trường. Nhiều thành phần liên quan đến cấu trúc đã bị tan chảy, cho thấy độ bền của chiếc thiết giáp trên không như quảng cáo. Ngoài phần thân xe bị vỡ toát, tháp pháo hi first 30p với pháo tự động 30 mm và súng máy 7,62 mm cũng bị thổi bay hoàn toàn, cho thấy tác động từ cú đánh của vũ khí nga là rất mạnh. Xe bọc thép Rosomak có trọng lượng khoảng 22 tấn, chiều dài 7,7m, chiều rộng 2,8m và chiều cao 2,3m. Vò của xe bọc thép được làm từ kết cấu thép hàn toàn bộ, giúp đảm bảo an toàn cho binh sĩ trước hỏa lực vũ khí nhỏ và mảnh văng của đạn pháo. Rosomark có tổ lái 3 người, gồm lái xe, chỉ huy và giả thủ, đồng thời cung cấp không gian cho tối đa 8 lính bộ binh được trang bị vũ khí đầy đủ ở khoang trở quân phía sau. Xe sử dụng động cơ DI-12 Scania Diezen 360 kW, tương đương 480 mã lực hoặc 405 kW, tương đương 543 mã lực. Những động cơ này được biết đến với độ tin cậy cao và tiết kiệm nhiên liệu, góp phần vào hiệu suất tổng thể và phạm vi hoạt động của Rosomark. Nhờ cấu hình bánh lốp 8x8, Rosomark có thể dễ dàng di chuyển qua nhiều loại địa hình, mang lại khả năng cơ động cao trong hàng loạt nhiệm vụ. Xe có thể đạt tốc độ tối đa trên đường trường là 100 km h phạm vi hoạt động 800 km. Kiev đã ký hợp đồng với Vác để mua hơn 100 thiết giáp loại này. Những chiếc Rosomark đầu tiên được phát hiện trên chiến trường Ukraine vào cuối mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều khả năng Kiev chỉ nhận được vài chục phương tiện. Bên cạnh đó, súng cối tự hành M120K Rack dùng chung khung gầm cũng được cung cấp. Truyền thông Ba Lan và Ukraine đưa tin rằng những phương tiện chiến đấu bộ binh này có khả năng sống sót vượt trội so với các dòng xe bọc thép chở quân cũ của Liên Xô. Nhưng thực tế sử dụng đã cho thấy chúng chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng. Thiệt hại nặng của IFV Rosomak trên chiến trường Ukraine hoàn toàn không gây ngạc nhiên bởi nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực với lớp giáp rất dày cũng vẫn bị phá hủy khá dễ dàng. Cần nhấn mạnh, xe chiến đấu bộ binh Rosomak là phiên bản sản xuất theo phép của Ba Lan. Dựa trên nguyên mẫu thiết giáp Patria nổi tiếng của Phần Lan, Ba Lan sản xuất những chiếc Rosomark của họ tại Voskove, Jagladi, Mechanicne theo thỏa thuận ký năm 2003 và đơn đặt hàng đầu tiên gồm 690 chiếc, nhưng tới tháng 10 năm 2013, quy mô tăng lên 997 chiếc. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Theo European Pravda, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, Hanno Pepkur cho rằng giả thuyết về sự liên quan của Nga trong vụ nổ tại một cơ sở sản xuất quân sự ở Đức là có khả năng cao. Ông Pep chỉ ra rằng các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga và các quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắt đầu từ trước khi Liên minh thảo luận về một cuộc giao tranh lai ghép. Ông tuyên bố Estonia phải đối mặt với các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga, trong đó có cả các cuộc tấn công mạng kể từ năm 2007. Ban đầu, đây chỉ là các cuộc tấn công mạng, nhưng chúng đã tiến triển thành các cuộc tấn công vật lý và sau đó là các vụ nổ. Ông cho rằng có bằng chứng rõ ràng các cuộc tấn công này được chính phủ Nga tổ chức. Nga đang thử các giới hạn để xem họ có thể đi được đến đâu trước khi điều năm trong hiệp ước của NATO được kích hoạt. Theo vị bộ trưởng này, người Đức hiện sẽ điều tra rất kỹ lưỡng những gì đã xảy ra tại kho vũ khí của Dien cuối tháng 8. Ông nói, và tôi sẽ không quá ngạc nhiên khi chúng ta nghe nói vụ việc này là do cơ quan an ninh liên bang Nga FSB giàn dựng. Cuối tháng 7, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Andrei Natasin nói rằng bất kỳ nhà máy quân sự nào ở Ukraine, bất kể liên kết với nước nào cũng sẽ là mục tiêu hợp lệ của Moscow. Nhà ngoại giao Nga cho biết có thông tin tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall đã nhận được lệnh chính thức về việc xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược tại Ukraine. Về vấn đề này, chúng tôi xin nhắc lại rằng bất kỳ nhà máy nào ở Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga, bất kỳ nhà máy quân sự nào. Nhà máy quân sự Đức Tại Ukraine ước tính trị giá 100 triệu euro. Ông Natasin cho biết, ông cáo buộc khác với đầu tư và phát triển và phục hồi, Ukraine, quân đội phương Tây không ngại chi tiền cho sản xuất vũ khí. Kiếm tiền từ xung đột luôn luôn và vẫn là truyền thống của phương Tây. Trước đó, Renimetal thông báo đã nhận được lệnh từ chính phủ Ukraine để xây dựng trang bị cũng như đưa vào vận hành một nhà máy đạn dược. Nhà máy này sẽ bắt đầu sản xuất đạn tại Ukraine trong vòng 24 tháng cùng với Ukraine Defense Industry UDI đối tác liên doanh của Ukraine, Renmetal cũng sẽ chịu trách nhiệm vận hành nhà máy, công ty cho biết thêm. Hãng tin AFP cho hay các quan chức quân sự cấp cao của Đức và Niger đã đưa ra một tuyên bố chung về việc hoàn thành rút quân. Theo đó, 60 binh sĩ Đức và 146 tấn thiết bị đã được đưa về nước trên 5 máy bay vận tải. Tuyên bố có đoạn, việc rút quân này không đánh dấu sự kết thúc của hợp tác quân sự giữa Niger và Đức. Trên thực tế, hai bên cam kết duy trì quan hệ quân sự. Hồi cuối tháng 5 năm 2024, Berlin và Niamey đã đạt được một thỏa thuận tạm thời cho phép quân đội Đức tiếp tục vận hành căn cứ không quân tại thủ đô của Niger cho đến cuối tháng 8. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gia hạn thỏa thuận này đã thất bại. Hôm 6 tháng 7, Đức thông báo sẽ kết thúc các hoạt động tại căn cứ không quân ở Niger và rút khoảng 30 binh sĩ còn lại trước ngày 31 tháng 8. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rõ không thể tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Niger như trước vì niềm tin đã không còn nữa. Tuy nhiên, bà vẫn cam kết rằng Berlin không ngừng viện trợ nhân đạo vì người dân Niger không chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Trước đó, Mỹ cũng quyết định rút lực lượng khỏi quốc gia Trung Phi này. Mỹ và Niger đã nhất trí hoàn tất việc rút quân Mỹ chậm nhất là ngày 15 tháng 9. Trong thông báo chung với Bộ Quốc phòng Niger, Lầu Năm Góc nêu rõ việc rút các lực lượng và tài sản của Mỹ khỏi căn cứ không quân 201 Tại Agares đã hoàn tất. Các lực lượng vũ trang của Mỹ và Niger sẽ duy trì các nỗ lực nhằm đảm bảo việc Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Niger đúng như kế hoạch. Hợp tác và liên lạc hiệu quả giữa lực lượng vũ trang hai nước sẽ đảm bảo quá trình chuyển giao này diễn ra suôn sẻ và kết thúc trước thời hạn đề ra. Trong lúc chấm dứt quan hệ quân sự với Mỹ, chính quyền mới của Niger cũng ngỏ ý hợp tác với Nga. Quy định của Niger mời quân đội Nga tới khi mối quan hệ quân sự với Washington đang xấu đi là một điểm bất đồng khác với Mỹ, quốc gia đang vướng vào cuộc đối đầu lớn với Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraina. Các quan chức Mỹ có kế hoạch yêu cầu phía Niger giúp họ đảm bảo rằng các thiết bị hoặc cơ sở nhạy cảm không rơi vào tay Nga sau khi họ rút đi. Cùng với đó, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách thiết lập các cơ sở thay thế nhằm đối phó với phong trào hồi giáo cực đoan đang gia tăng ở Sahel nếu không có căn cứ ở Niger. Mỹ sẽ khó có thể ngăn chặn mối đe dọa do các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo tự xưng gây ra. Kể từ cuộc đảo chính vào tháng 7 năm 2023 với việc Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ, Niger nằm dưới quyền lãnh đạo của lực lượng quân đội. Chế độ này đã quay lưng lại với các đồng minh khác như Pháp và Mỹ, yêu cầu các nước phương Tây có lực lượng ở Niger phải rút quân. Vừa qua, theo hãng tin AFP, Đảng cực tả nước Pháp bất khuất kêu gọi các đảng chính trị khác ủng hộ nỗ lực của đảng này nhằm luận tội tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì những thiếu sót nghiêm trọng trong các nhiệm vụ theo hiến pháp. Tổng thống Macron đang đối đầu với đảng nước Pháp bất khuất và các đồng minh Đảng Xanh, Đảng Xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản. Các đảng thuộc liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NFP) về việc ông Macron từ chối bổ nhiệm ứng cử viên của liên minh này là bà Lucy Caste làm thủ tướng. Đảng nước Pháp bất khuất lập luận rằng Tổng thống Pháp không có quyền mặc cả chính trị. Nhắm vào những nỗ lực của ông Macron kể từ tháng 7 liên quan việc tìm ra một thủ tướng mới. Theo dự thảo nghị quyết luận tội của các nghị sĩ Đảng nước Pháp bất khuất, Hạ viện và Thượng viện có thể phải bảo vệ nền dân chủ chống lại khuynh hướng độc đoán của Tổng thống. Bà Martin Panot, Chủ tịch Đảng nước Pháp bất khuất cho biết, đã gửi dự thảo nghị quyết tới các nghị sĩ khác để thu thập chữ ký. Theo Hiến pháp Pháp, một dự thảo nghị quyết luận tội Tổng thống được thông qua cần 2 phần 3 sự ủng hộ của các nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện. Liên minh cánh tả NFP trước đó đề nghị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bổ nhiệm nhà kinh tế học 37 tuổi Lucy Cates, hiện là giám đốc tài chính tòa thị chính Paris, làm tân thủ tướng và thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, sau hai ngày họp cùng lãnh đạo các đảng phái và lãnh đạo nghị viện, ông Macron đã thông báo không thể chấp nhận ứng viên của NFP. Quyết định của ông Macron đã vấp phải sự giận dữ của các đảng trong quốc hội, thậm chí khiến ông bị đe dọa luận tội. Theo lý giải của tổng thống Emmanuel Macron, ông ưu tiên xây dựng một mặt trận cộng hòa với một gương mặt dẫn dắt đủ uy tín nhằm đảm bảo sự ổn định của thể chế trong việc thúc đẩy các vấn đề cấp bách sắp tới cũng như khẳng định vị trí và vai trò của Pháp trên trường quốc tế. Nhưng theo đánh giá của giới phân tích, đây là mục tiêu không dễ dàng. Sau hai vòng tổng tuyển cử cuối tháng 6 và đầu tháng 7, Quốc hội Pháp gần như được chia đều giữa ba phe, gồm NFP với hơn 190 đại biểu, Liên minh trung hữu của ông Macron với 160 ghế và Đảng Cực Hữu Mặt trận Quốc gia Pháp NR của bà Marie Le Pen với 140 ghế. Không nhóm nào chiếm thế đa số áp đảo và các phe vẫn từ chối thỏa hiệp với nhau, khiến nước Pháp đến nay chưa thể thành lập chính phủ mới. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg âm mưu chống lại ông trong cuộc bầu cử năm 2020 và cảnh báo ông này không nên làm điều đó một lần nữa trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tới. Theo tờ Politico, lời cảnh báo trên được trích trong cuốn sách sắp ra mắt của ông Trump, có tựa đề Save America. Cuốn sách dự kiến xuất bản vào tuần tới. Có một bức ảnh ông Trump gặp tỷ phú Zuckerberg tại Nhà Trắng khi ông còn là Tổng thống. Bên dưới, ông Trump đã viết chú thích rằng, ông chủ Meta đã đến phòng bầu dục để gặp tôi. Ông ấy đã đưa người vợ rất tuyệt vời của mình đến dự tiệc tối, đối xử tốt bụng như bất kỳ ai trong khi luôn âm mưu lắp đặt những hộp khóa trong một âm mưu thực sự chống Tổng thống. Theo nguồn tin, ông Trump dường như đang ám chỉ đến khoản đóng góp 420 triệu đô la Mỹ mà tỷ phú Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đã thực hiện trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 để tài trợ cho cơ sở hạ tầng bỏ phiếu. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng cáo buộc rằng CEO của Meta đã nói với ông rằng không có ai giống ông Trump trên Facebook nhưng lại đẩy mọi chuyện theo hướng bất lợi cho tôi. Ông Trump đã cảnh báo trong cuốn sách Chúng tôi đang theo dõi ông ấy chặt chẽ Nếu lần này ông Zuckerberg làm bất cứ điều gì bất hợp pháp Ông ấy sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại Cũng giống như những người gian lận khác trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 Những cảnh báo cứng rắn này đã được đưa ra Sau những tuyên bố tương tự của ông Trump trước đó Hồi tháng 7, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa Cũng đã viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng Nếu được bầu làm tổng thống ông sẽ truy tố những kẻ gian lận bầu cử ở mức độ chưa từng thấy trước đây và sẽ bỏ tù họ trong thời gian dài. Ông Trump viết, chúng tôi đã biết các ông là ai, đừng làm thế, ông Zuckerberg, hãy cẩn thận. Mặc dù Meta chưa bình luận về những cáo buộc và cảnh báo của cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng đầu tuần này, tỷ phú Mark Zuckerberg đã gửi một bức thư cho Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan thừa nhận rằng các quan chức cấp cao từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần gây sức ép với Facebook để kiểm duyệt nội dung về đại dịch Covid-19 hồi năm 2021. Trong bức thư, giám đốc điều hành của Meta nhấn mạnh, ông tin rằng áp lực của chính phủ là sai và bày tỏ sự hối tiếc vì đã không lên tiếng về điều này vào thời điểm đó. Tỷ phú Zuckerberg cũng tuyên bố rằng ông sẽ không thỏa hiệp với các tiêu chuẩn nội dung của Facebook do áp lực từ bất kỳ chính quyền nào theo cả hai hướng. Ông cam kết sẽ phản ứng nếu điều tương tự xảy ra lần nữa và sẽ giữ thái độ trung lập về chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Quân đội Israel thông báo phát hiện 6 thi thể trong đường hầm ở giải Gaza, được xác định là những con tin bị Hamas bắt cóc hồi tháng 10 năm 2023. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó xác nhận đây là 6 thi thể của các con tin bị Hamas bắt giữ được tìm thấy trong một đường hầm ở Rafa. Trong đó có nạn nhân Horst Goldberg Pollin, người mang hai quốc tịch Mỹ và Israel. Ông Biden nói, "Tôi rất đau lòng và tức giận. Thêm rằng, ông cùng người dân Mỹ sẽ cầu nguyện cho bố mẹ của Horst." Tổng thống Biden nói thêm rằng, "Chắc chắn các thủ lĩnh Hamas sẽ trả giá cho tội ác này và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ cho một thỏa thuận để đảm bảo các con tin còn lại được thả." Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hiện là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ cho rằng Hamas phải bị diệt trừ và không thể nắm quyền kiểm soát giải Gaza thêm nữa. Bà Harris nói, tôi không có ưu tiên nào hơn sự an toàn của các công dân Mỹ, bất kể họ ở đâu trên thế giới. Tổng thống Biden và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cam kết dành tự do cho người Mỹ và tất cả những con tin bị giam giữ tại Gaza. Lên án Hamas là tổ chức khủng bố. Trong khi đó, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho rằng trái tim của cả nước đã bị vỡ thành từng mảnh sau khi 6 con tin bị sát hại. Ông kêu gọi gia đình của nạn nhân tha thứ vì đã không thể đưa con tin về nhà an toàn. Được biết, Israel đang tiến hành kế hoạch quân sự quy mô lớn ở giải Gaza để xóa sổ Hamas và tìm kiếm con tin. Theo cơ quan y tế giải Gaza, gần 40.700 người tại đây đã thiệt mạng và hơn 94.000 người bị thương vì giao tranh. Trước tình hình đó, hàng nghìn người Israel biểu tình kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ký thỏa thuận ngừng bắn với Hamas để trao đổi con tin sau thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF về việc phát hiện nhiều thi thể trong đường hầm. Diễn đàn con tin và gia đình người mất tích kêu gọi công chúng tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 1 tháng 9. Diễn đàn cho hay, Thủ tướng Netanyahu đã bỏ rơi con tin. Điều đó giờ đây đã trở thành sự thật. Vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani đã bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ rằng một sĩ quan quân đội Iran đã có mặt trên đất Ukraine để huấn luyện lực lượng Nga. Ông Kanani tuyên bố những cáo buộc vô căn cứ như vậy được đưa ra với động cơ và mục tiêu chính trị cụ thể. Lưu ý rằng những cáo buộc này trái ngược với cách tiếp cận có nguyên tắc của Iran đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Ông khẳng định Iran phản đối chiến tranh, nhấn mạnh nhu cầu chấm dứt xung đột và giải quyết tranh chấp giữa Nga và Ukraine một cách hòa bình. Những phát biểu của ông Kanani được đưa ra sau khi Tổng trưởng lý Ukraine Andriy Kostin cho biết một cuộc điều tra đã được tiến hành chống lại một vị tướng của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) vì nghi ngờ hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Theo ông Andrei Kostin, cuộc điều tra cho thấy từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2022, các đại diện quân đội Nga đã đạt được thỏa thuận với Iran về việc mua thiết bị bay không người lái tấn công Shahed 136 và Mohajer 6 cùng với các thiết bị liên quan. Hồi tháng 2, có thông tin Iran gửi 400 tên lửa đạn đạo cho Nga và nhiều tên lửa trong số này có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 300 km đến 700 km. Ngay sau đó, Mỹ cảnh báo Iran về phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc từ cộng đồng quốc tế nếu Tehran thực sự đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga. Bình luận về thông tin Iran gửi tên lửa đạn đạo cho Nga, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby lưu ý rằng Washington vẫn chưa thấy xác nhận nào về việc tên lửa đã di chuyển từ Iran sang Nga. Dù vậy, ông Kirby nói rằng Mỹ không có lý do gì để tin rằng Tehran sẽ không làm như vậy. Ông Kirby cảnh báo để đáp lại sự hỗ trợ liên tục của Iran đối với cuộc chiến của Nga, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran trong những ngày tới và chúng tôi sẵn sàng tiến xa hơn nếu Iran bán tên lửa đạn đạo cho Nga. Người phát ngôn cho biết, Mỹ sẽ đưa thông tin Iran gửi tên lửa đạn đạo cho Nga lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác của Washington về phản ứng tiếp theo. Iran đã nhiều lần và kiên quyết bác bỏ cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Không ngoài lo ngại của giới phân tích, hôm 31 tháng 8, quân đội Israel tiếp tục duy trì hoạt động tác chiến cường độ cao trên nhiều mặt trận. Trong đó, hoạt động trấn áp quân sự tại khu bờ Tây đã bước sang ngày thứ tư, ác liệt hơn và chưa có dấu hiệu sớm dừng lại. Theo các nguồn tin khu vực, hoạt động quân sự của Israel tại bờ Tây hôm qua tiếp tục tập trung vào thành phố Jenin và các vùng phụ cận. Ngoài lực lượng bộ binh hùng hậu, có xe tăng, thiết giáp và máy ủi hạng nặng yểm trợ, quân đội Israel còn triển khai máy bay chiến đấu và máy bay không người lái hỗ trợ hỏa lực các cuộc tấn công vào thành phố phía Bắc khu bờ Tây này. Đặc biệt, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Herzi Halevi hôm qua đã trực tiếp tới Jenin để đánh giá tình hình và khích lệ binh sĩ tham gia chiến dịch. Một số nguồn tin Ả Rập cho biết, nhiều khả năng quân đội Israel sẽ mở rộng hoạt động tấn công tại khu bờ Tây, có thể bao gồm cả các thành phố và trại tị nạn khu vực trung tâm và phía nam khu bờ Tây trong những ngày tới. Còn tại giải Gaza, bất chấp việc hoạt động tiêm phòng bại liệt cho trẻ em Palestine tại đây đã chính thức được triển khai quân đội israel hôm qua vẫn thực hiện nhiều cuộc không kích và tấn công bộ binh vào một số khu vực khác nhau ở gaza trong đó máy bay chiến đấu israel bắn phá một tòa nhà ở thành phố gaza theo chỉ điểm của lực lượng trinh sát tại thành phố rafah cực nam gaza bộ binh israel tấn công nhiều địa điểm chứa vũ khí và nơi ẩn náu của các tay súng hamas tại mặt trận phía bắc không quân và pháo binh israel thực hiện nhiều cuộc bắn phá vào các mục tiêu của lực lượng hezbollah ở phía nam liban trong đó có một tòa nhà thuộc khu vực makaba ở chiều ngược lại Hezbollah triển khai ít nhất một máy bay không người lái mang thuốc nổ tấn công một địa điểm gần khu dân cư Beit Hilay ở phía bắc Israel. Cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào nhưng khiến còi báo động vang lên tại hàng loạt khu dân cư và thị trấn thuộc khu vực lòng chảo Galilee. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, tình hình xung đột tại Gaza và dọc biên giới Israel Liban trong ngày hôm qua đã hạ nhiệt đáng kể so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, cả hai mặt trận này vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao do quân đội Israel đang duy trì một lượng lớn binh sĩ và vũ khí tại đây sẵn sàng cho việc đẩy mạnh trở lại hoạt động tác chiến bất kỳ lúc nào. Cục diện xung đột tại Trung Đông tiếp tục khiến dư luận lo ngại sâu sắc khi giao tranh không ngừng tiếp diễn, thậm chí mở rộng tại hàng loạt mặt trận. Trong khi đó, các cuộc đàm phán ngừng bắn một lần nữa đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề. Một quan chức cấp cao của lực lượng Hamas khẳng định với kênh truyền hình al Majaden của Liban rằng các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas về một thỏa thuận ngừng bắn mới tại Gaza đang bên bờ sụp đổ. Cụ thể, quan chức Hamas giấu tên cho biết các cuộc đàm phán mới nhất tại Doha, Qatar dưới sự trung gian của Mỹ, Ai Cập và Qatar đã không thể tạo được đột phá cần thiết để tiến tới thỏa thuận. Nguyên nhân là do Israel nhất quyết theo đuổi yêu sách duy trì lực lượng tại hành lang Philadelphia phân cách giữa giải Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập, điều khoản mà cả Hamas và Ai Cập đều cực lực phản đối. Bên cạnh đó, Israel cũng không chịu từ bỏ quyền phủ quyết đối với danh sách tù nhân Palestine sẽ được trả tự do như một phần của thỏa thuận ngừng bắn. Quan chức Hamas nhấn mạnh cả Mỹ, Ai Cập, Qatar đã bắt đầu bực bội với đòi hỏi từ phía Israel. Đánh giá đàm phán ngừng bắn đối mặt nguy cơ đổ vỡ của quan chức Hamas được đưa ra trong bối cảnh nhiều nhà phân tích khu vực nhận định tiến trình thương lượng hiện nay khó có thể tiến đến thỏa thuận sau khi nội các an ninh Israel vừa bỏ phiếu ủng hộ việc duy trì sự hiện diện của quân đội Israel tại hành lang Philadelphia. Trong khi đó trên thực địa, cùng với việc duy trì hoạt động tác chiến ở Gaza, quân đội Israel đồng thời đẩy mạnh tấn công cả trên hai mặt trận bờ Tây và Liban. Trong đó, các cuộc tấn công mới nhất trong 48 giờ qua của Israel ở bờ Tây đã tiếp tục gây ra thương vong và là bước gia tăng căng thẳng nhất trong nhiều năm qua của quân đội kiểm soát tại bờ Tây. Tại chiến trường Liban, quân đội Israel tiếp tục mở các cuộc không kích dữ dội vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở hàng loạt khu vực, trong đó tại Haifa Maribin và Jarun đều thuộc miền nam Liban. Về phần mình, nhóm vũ trang Liban vừa phóng khoảng 40 quả tên lửa tấn công khu vực Tây Galilee ở phía bắc Israel. Theo một số nguồn tin khu vực, đây là cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn trở lại đầu tiên của Hezbollah vào Israel sau hơn một ngày chủ yếu triển khai máy bay không người lái mang thuốc nổ tấn công quốc gia đối địch. Nhiều quốc gia khu vực và thế giới tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về cục diện xung đột nguy hiểm tại Trung Đông kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và hành động có trách nhiệm ở cả trên thực địa cũng như trong tiến trình đàm phán. Theo thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom cho biết, chiến dịch chung của lực lượng nước này và Iraq mới đây đã loại bỏ 15 thành viên của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở miền Tây Iraq. Sencom là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của quân đội Mỹ ở khu vực Trung Đông, trong đó có Iraq, Syria, Afghanistan và Yemen. Thông báo trên mạng xã hội X, Sencom cho biết, chiến dịch trên được tiến hành từ ngày 29 tháng 8, không gây thương vong cho dân thường, song binh sĩ Mỹ đã bị thương trong đợt tấn công này. Mục tiêu của chiến dịch là các thủ lĩnh IS nhằm làm gián đoạn và giảm năng lực của tổ chức này trong việc lên kế hoạch, tổ chức và tiến hành các cuộc tấn công chống lại dân thường Iraq, các công dân Mỹ cùng đồng minh và đối tác trong khu vực và trên thế giới. Theo Sencom, lực lượng an ninh Iraq sẽ tiếp tục rà soát khắp khu vực trên trong khi đó tuyên bố của quân đội Iraq cho biết trong số những người thiệt mạng có một số nhân vật chủ chốt của IS nhưng không nêu chi tiết lực lượng này cũng đã phá hủy toàn bộ vũ khí thiết bị hậu cần nơi ở náu của IS vô hiệu hóa các thiết bị nổ và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng giấy tờ tùy thân và các phương tiện liên lạc hiện Mỹ có khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq và 900 tại Syria trong khuôn khổ liên quân quốc tế chống IS kể từ khi xung đột bùng phát tại giải Gaza các lực lượng Mỹ và đồng minh tại Iraq và Syria đã trở thành mục tiêu của hàng chục cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa. Lực lượng Mỹ đã tiến hành nhiều đợt tấn công đáp trả tại hai quốc gia này. Tuần trước, lực lượng Mỹ cũng thông báo đã loại bỏ một thủ lĩnh cấp cao của nhánh quân sự có liên hệ với tổ chức Al-Qaeda tại Syria. Lực lượng Mỹ mở chiến dịch không kích nhằm vào vị trí trong lãnh thổ Syria và hạ thành viên cấp cao của tổ chức IS. Quân đội Mỹ triển khai lực lượng tới Syria dưới thời cựu tổng thống Barack Obama, với lý do chống nhóm nhà nước hồi giáo IS tự xưng, Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi Syria sau khi IS bị đánh bại nhưng vẫn duy trì một số căn cứ quân sự và tiếp tục phối hợp với các nhóm vũ trang đối lập với chính phủ Syria để chống tàn dư IS. Bất chấp không còn kiểm soát khu vực nào, các tay súng IS vẫn tiếp tục hoạt động tại Syria, nhiều lần tấn công và gây thương vong cho quân chính phủ hoặc lực lượng người quốc đồng minh của Mỹ tại nước này. Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp quân đội tại quốc gia Trung Đông. Còn Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh với họ ở Syria được bảo vệ. Song song với những biến động trên chiến trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá và điểm yếu của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Cuộc xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga là chính đáng và là quyền tự vệ của Kiev. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Đức Van Amsson-Tak thể hiện phản ứng đầu tiên của ông trước cuộc tiến quân của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Ông cũng khẳng định NATO không được thông báo trước và không tham gia vào kế hoạch của Ukraine. Tổng thư ký NATO cho rằng Ukraine đối mặt với rủi ro khi tiến quân vào lãnh thổ Nga, nhưng Kyiv sẽ quyết định cách thức tiến hành chiến dịch quân sự của mình. Ông nói Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói rõ rằng mục đích của chiến dịch này là tạo ra một vùng đệm nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Nga từ bên kia biên giới. Ông Stoltenberg nói thêm, giống như mọi hoạt động quân sự khác hoạt động này đi kèm với rủi ro, nhưng Ukraine quyết định cách họ tự bảo vệ mình. Đầu tháng 8, lực lượng Ukraine đã tràn qua biên giới, tiến vào vùng Kursk của Nga, đánh dấu cuộc xâm nhập lớn nhất kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky tuyên bố Kiev đã kiểm soát 100 khu dân cư và bắt giữ 594 tù binh Nga. Đây được xem là chiến dịch táo bạo và đầy bất ngờ của Ukraine. NATO ban đầu nói họ không được báo trước về màn tấn công này. Thêm vào đó, chuyện Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga lâu nay vẫn được xem như động thái nhạy cảm, đôi lúc cấm kỵ. Phương Tây lo ngại việc Ukraine sử dụng vũ khí do họ viện trợ sẽ bị Nga coi như hành động khiêu khích, làm gia tăng nguy cơ xung đột trực diện như kịch bản Thế chiến thứ ba. Trong khi một số diễn biến cho thấy, phương Tây vẫn chia rẽ về chiến dịch Kursk của Ukraine, lập luận ủng hộ Ukraine tấn công lãnh thổ Nga vì mục đích tự vệ đang được các chính trị gia sử dụng. Điều này cũng từng được nhắc trong cuộc họp báo chung của lãnh đạo Pháp và Đức từ tháng 5. Vừa qua, ông Stoltenberg cũng hoàn nghênh cam kết của Đức trong việc tiếp tục là nhà viện trợ lớn nhất cho Ukraine tại khu vực châu Âu. Đức chỉ xếp sau Mỹ trong số các nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev, mặc dù vừa qua Berlin đã chuẩn bị cắt giảm nguồn viện trợ này vào năm tới. Nga gọi chiến dịch tấn công Kursk, là hành động khiêu khích lớn và tuyên bố sẽ trả đũa. Bộ Quốc phòng nước này ngày 30 tháng 8 tuyên bố lực lượng nước này kiểm soát thêm 3 làng, trong đó có làng Novo nằm giữa thành phố Donetsk và Pokrovsk, cửa ngõ chiến lược ở tỉnh Donetsk mà Nga đang nhắm đến. Đài LCI TV mới đây đăng đoạn phim được cung cấp bởi nhà phân tích quân sự người Pháp. Xavier Tatermen cho rằng các phi công Ukraine điều khiển những chiếc chiến đấu cơ F-16 đã cất và hạ cánh trên các xa lộ được nâng cấp thành đường băng. Theo hãng tin RIA Novosti, Trích đăng lại nội dung trên LCI TV. Thay vì cất cánh từ các căn cứ quân sự, các binh sĩ Ukraine thực tế dùng một số đoạn đường vốn chỉ dành cho xe hơi và xe tải. Ông Thaithomen cho biết nhiều đoạn xa lộ ở Ukraine giờ đây đã tháo dỡ những con lươn để làm đường băng. Việc cất và hạ cánh trên xa lộ được cho là nhằm tránh bị phía Nga phát hiện. LCI TV cho rằng sẽ là thiếu thận trọng khi sử dụng các căn cứ quân sự của Ukraine để cất cánh vì lực lượng vũ trang Nga biết vị trí của chúng. Trong khi đó, cựu phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Tối cao Quân đồng minh châu Âu, Michael Yakovlev cho biết NATO trước đó từng dùng biện pháp tương tự tại các nước khác. Tuy nhiên lưu ý rằng, việc cất cánh trên xa lộ có rủi ro cao hơn đường băng truyền thống. Hồi tháng 5, khi Ukraine sắp tiếp nhận các tiêm kích F-16 Nga nói rằng sẽ có các khí tài này là mối đe dọa hạt nhân. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, không thể bỏ qua thực tế rằng những máy bay này là nền tảng lưỡng dụng, có thể sử dụng cho cả các nhiệm vụ hạt nhân và phi hạt nhân. Bất kể mẫu phi cơ này đã được chuyển giao với cấu hình nào, chúng tôi sẽ coi nó là vũ khí có năng lực hạt nhân và cân nhắc đánh giá động thái này của Mỹ và NATO là sự khiêu khích có chủ đích. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo Kiev và các nước phương Tây đang để cuộc xung đột tại Ukraine đến ranh giới không thể quay đầu ông Konstantin Gavrilov, trưởng phái đoàn Nga tại đàm phán viên về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, hồi tháng 6 tuyên bố, việc các nước không thân thiện nỗ lực cho phép Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 là vấn đề an ninh rất nghiêm trọng đối với Nga. Vì vậy, trong trường hợp những máy bay này xuất hiện trong không phận Ukraine, lực lượng Nga sẽ bắn hạ chúng. Ông Gavrilov nói trong bình luận với kênh truyền hình Investia TV, tuy nhiên họ, chẳng hạn như Hà Lan và Đan Mạch, khẳng định họ sẽ cho phép sử dụng F16 ở bất cứ nơi nào có thể trên lãnh thổ Nga. Quan chức Nga cảnh báo, chúng ta không biết máy bay băng theo thứ gì, một quả bom thông thường nặng 1 tấn hoặc 1 tấn rưỡi hay một đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Lực lượng vũ trang Nga sẽ bắn hạ chúng. Sau khi Hungary đảm nhận cương vị chủ tịch luân phiên hội đồng liên minh châu Âu EU trong 6 tháng kể từ đầu tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tới Ukraine và Nga trong chuyến công du mà ông gọi là sứ mệnh hòa bình. Theo Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjato, các cuộc gặp trong tháng 7 của ông Orbán với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cho thấy được khoảng cách rất lớn giữa hai bên và rằng các nhà lãnh đạo phương Tây khác không sẵn sàng hoặc không thể đưa họ lại gần nhau. Trong khi đó, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã nói rằng ông sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine nếu đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2024 sắp tới đây. Mới đây, ông Balas Oban, Giám đốc Chính trị và Cố vấn Thân cận của Thủ tướng Hungary, trả lời câu hỏi của Europravda tại hội nghị Globsec nhấn mạnh nội các của Thủ tướng Viktor Oban đang trông chờ vào sự hòa giải giữa Mỹ và Nga và khôi phục lại sự hợp tác của họ bất kể kết quả bầu cử ra sao. Ông Balas Oban cho biết, ngay cả khi bà Kamala Harris thắng cử, Hungary sẽ không thay đổi có lẽ bất cứ điều gì trong chính sách của mình. Người đại diện của Thủ tướng Hungary nói thêm rằng Budapest đang thực hiện cách tiếp cận thực tế trong việc xác định chính sách của mình đối với Ukraine mặc dù phải đối mặt với sự chỉ trích từ các đối tác châu Âu khác. Ông Balas Oban cũng bày tỏ niềm tin rằng bất kể ai thắng cử ở Mỹ, chính phủ mới ở Washington sẽ nối lại hợp tác với Moscow để không đẩy Nga về phía Trung Quốc. Hồi tháng 7, Thủ tướng Orbán từng nhận định ông Trump sẽ ngay lập tức làm nhà môi giới hòa bình, giải quyết xung đột Nga-Ukraine nếu chiến thắng bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Orbán viết trong thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel rằng Tôi có thể tuyên bố chắc chắn rằng ngay sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Trump không đợi đến lúc nhậm chức mà sẽ ngay lập tức hành động với tư cách nhà môi giới hòa bình. Ông ấy đã có kế hoạch chi tiết và cơ sở cho việc này. Thủ tướng Orbán là chính trị gia ủng hộ ông Trump trong nhiều năm cũng như nhiều lần chỉ trích chính sách hỗ trợ Ukraine của các nước châu Âu dưới lãnh đạo EU bất đồng với quan điểm của ông Orbán và cho rằng điều này làm suy yếu các lập trường lâu đời của khối theo đài RT thống đốc khu vực Benkouros Vyacheslav Gratskop cho biết đã ghi nhận thương vong ở dân thường trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine Benkouros nằm ở khu vực biên giới Nga phía bắc Kharkov thành phố lớn thứ hai của Ukraine Địa phương này thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công của pháo tầm xa từ Ukraine với các quả đạn do NATO cung cấp. Ông Gladkov thông báo trên Telegram, hệ thống phòng không của chúng tôi đã hoạt động trên Belgorod và một số mục tiêu đã bị bắn hạ khi tiến đến gần thành phố. Theo ông Gladkov, cuộc tấn công được thực hiện bằng bom chùm do hệ thống tên lửa phóng loạt Vampire phóng đi. Trước đó, Business Insider dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, Ukraine có thể đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công vào một khu vực khác của Nga trong tuần này để chứng minh với các đồng minh rằng họ có thể giành lại thế chủ động trên chiến trường. Theo các nhà quan sát quân sự và một quan chức Nga, lực lượng Ukraine dường như đã cố gắng tiến vào khu vực Bengorod. Mark Kansian, một đại tá thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, một phần trong chiến lược của Ukraine dường như là cho thấy họ có thể giành lại thế chủ động, chứ không chỉ ở thế phòng thủ và hứng chịu đòn tấn công của Nga. Ông cho biết, cuộc tấn công nhằm vào Kursk đã mang lại hy vọng rằng đây sẽ là khởi đầu cho một kế hoạch chiến thắng, nhưng chỉ một cuộc xâm nhập là không đủ. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nói rằng một cuộc xâm nhập mới vào Nga có thể là một quyết định nguy hiểm với Ukraine, vì Kiev có thể thiếu nhân lực và khả năng để đạt được đà tiến trong khi giữ vững chiến tuyến dài 1.000 km, nơi Moscow vẫn không ngừng tấn công. Ông Kansian nói, Ukraine muốn thực hiện nhiều cuộc xâm nhập nhưng không có lực lượng để làm điều đó. Ngoài ra, ông cho biết lực lượng Nga chắc chắn cảnh giác hơn sau những gì đã xảy ra ở Kursk và Moscow đã đưa đến biên giới lực lượng chiến đấu tinh nhuệ hơn. Ở một diễn biến khác, theo Financial Times đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bị tấn công bởi một loạt chỉ trích từ chính các binh sĩ, nghị sĩ và giới phân tích quân sự Ukraine sau khi lực lượng Nga tiến nhanh vào vùng Donbass và đẩy lùi quân đội Kiev. Tuần này, tiền tuyến của Ukraine ở Donetsk đã bị lực lượng Nga phá vỡ khi Moscow đang tiến gần đến thành phố Pokrovsk, khu vực có tầm quan trọng chiến lược ở phía tây Donetsk và là một trong những nút giao thông đường sắt và đường bộ quan trọng trong khu vực. Frontline Legion Insight, một nhóm phân tích của Ukraine, được Financial Times trích dẫn cho biết, việc mất thành phố Pokrovsk sẽ là một đòn giáng nghiêm trọng đối với hậu cần của quân đội Ukraine. Theo Alexander Kovalenko, một nhà phân tích quân sự của nhóm Information Resistance có trụ sở tại Kiev, tình hình hiện tại ở Pokrovsk được mô tả là thất bại hoàn toàn về mặt phòng thủ đối với quân đội Ukraine. Các chuyên gia quân sự khác, bao gồm các thành viên trong nhóm Deep State, được cho là có quan hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, đã mô tả tình hình ở tiền tuyến là hoàn toàn hỗn loạn. Các chuyên gia tuyên bố, so với những tháng trước đó, lực lượng Nga đã tiến nhanh hơn trong khu vực kể từ khi Kiev phát động cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga. Tờ Wall Street Journal vừa đưa ra nhận định những chiếc tiêm kích F-16 hoạt động ở chiến trường Ukraine đối mặt rất nhiều rủi ro, rất dễ bị tên lửa phòng không Nga tấn công và trở thành mục tiêu có giá trị cao cho lực lượng Moscow. Theo tờ báo, chính phủ Kiev hy vọng rằng các máy bay tiên tiến của phương Tây sẽ mang lại lợi thế cho lực lượng nước này trên chiến trường, đặc biệt có thể bắn hạ tên lửa Nga đang lao tới và giúp bảo vệ quân ở tiên tuyến. Tuy nhiên, nhiều máy bay mà họ nhận được là hàng đã qua sử dụng và đã bay tới hàng chục năm, khiến chúng trở nên dễ bị tên lửa phòng không Nga nhắm mục tiêu. Các quan chức Mỹ cũng cảnh báo về mối nguy hiểm khi cử phi công thiếu kinh nghiệm lái F-16 tham gia chiến đấu. Theo The Wall Street Journal, dù các phi công Ukraine đã có kinh nghiệm dày dặn lái máy bay chiến đấu thời Liên Xô, nhưng họ vẫn phải trải qua một khóa đào tạo cấp tốc để học cách vận hành F-16 của Mỹ. Chưa kể, theo một quan chức Mỹ khác, cũng chia sẻ trong điều kiện không tiết lộ danh tính, chương trình huấn luyện của Mỹ nhằm đào tạo phi công Ukraine lái F-16 không đạt tiêu chuẩn. Theo vị quan chức, chương trình này chỉ tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể mà phi công có thể sẽ phải đối mặt trong chiến đấu. Vị quan chức này nói, thành thật mà nói, vẫn còn rủi ro ở đó. Chuyên gia Marina Miron thuộc khoa nghiên cứu quốc phòng tại King's College London cũng đã từng liệt kê một danh sách dài những thách thức từ F-16 mà Ukraine cần phải giải quyết. Thứ nhất, để điều khiển cỗ máy rất phức tạp của F-16 các phi công phương Tây thường phải trải qua khóa đào tạo kéo dài 3 năm. Trong khi đó, các phi công Ukraine chỉ được đào tạo trong một khóa học cấp tốc kéo dài 9 tháng, cho nên hiệu quả mang lại sẽ rất hạn chế. Thứ hai, các máy bay F-16 cần một số lượng lớn nhân viên hỗ trợ như kỹ sư bảo dưỡng lành nghề, nhân viên nạp đạn, nhà phân tích tình báo và phi hành đoàn dự bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp. Thứ ba, Ukraine phải thiết lập một mạng lưới các trạm radar, nhà chứa máy bay được gia cố, nguồn cung cấp phụ tùng thay thế và hệ thống tiếp nhiên liệu. Thứ tư, Ukraine cần phải có các sân bay chất lượng. Đây là điều bắt buộc vì cửa hút khí của F-16 nằm gần đường băng và có nguy cơ hút các mảnh vỡ và bụi bẩn vào động cơ. Theo chuyên gia Miran, rất nhiều vấn đề liên quan cần được giải quyết và các phi công Ukraine không có kinh nghiệm chiến đấu trên máy bay F-16 có thể tránh tham gia các cuộc không chiến. nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm đóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại